Bạn muốn tìm nhanh phụ cấp dựa theo chức vụ của nhân sự. Chuyện nhỏ dùng ngay hàng VLOOKUP được hướng dẫn trong cuốn sách này nhé. Bạn sẽ cần có bảng thông tin phụ cấp gồm có chức vụ và phụ cấp tương ứng. Bạn tìm phụ cấp như sau: bảng VLOOKUP mở ngoặc giá trị dùng để tìm kiếm là ô chức vụ, tức là ô C4 này, chấm phẩy. Bảng tìm kiếm là bảng phụ cấp này. Bạn chọn vùng dữ liệu này, cố định bằng cách F4, chấm phẩy. Số thứ tự cột trong bảng dò tìm, bạn đang tìm phụ cấp, tức là cột số 2 trong bảng này. Bạn gõ số 2, chấm phẩy. Tìm chính xác thì bạn gõ số 0, đóng ngoặc, Enter. Định dạng lại dữ liệu để phân cách hàng nghìn. Tích đút vào đây để copy công thức của bạn. Và đây là kết quả phụ cấp tương ứng với từng chức vụ bạn đã tìm được rồi nhé. Và trong trường hợp bạn thay đổi chức vụ thì phụ cấp cũng tự động cập nhật nhé. Khám phá ngay sách hướng dẫn Excel tại phần bình luận của video này. Sẵn sàng giúp bạn làm chủ Excel nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé.